Xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh YouTube của Thắng Audio. Thắng Audio vừa mới khui bóc ra được hai cục đẩy con Pao dòng Yamaha model PC2002M. Các bác không nên bỏ lỡ con Pao đẩy này, tuyệt vời là hay luôn. Như trên màn hình các bác đang xem, nhà em về có ba cục, thì một cục vừa lấy các bác khách vào thì đã ôm luôn rồi. Con Pao con này thì sở hữu 16 con sò sắt, mỗi bên là 8 sò, và sò thì nó nằm ở ngoài cái cục tản nhiệt ở ngoài, tí là em quay sang bên ngang cạnh cho các bác ngắm. Con này thì nặng trên 20 cân, con này chắc là chắc chắn là phải trên 20 cân, bởi vì em không thể bê được. Con này thì 350W và điện là 100V. Con này thì rất là hay, các bác nghe nhạc và có thể hát karaoke, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Hát karaoke các bác có thêm một con vang, hoặc là các bác nghe nhạc, một là các bác chơi thẳng luôn, hai là các bác chơi thêm một con equalizer, ví dụ như con equalizer Victor JVC Bueller đấy, các bác chơi những cái dòng con equalizer có cái nút tinh chỉnh, các bác chơi như thế, hoặc các bác chơi có thể relax, hoặc các bác chơi thêm có thể con vang. Con này thì cấu hình hai cái đồng hồ vu thì tuyệt vời là đẹp, mà cấu hình thì rất là ok, con này khỏe lắm ạ, và hiện tại thì có giá trên 10 triệu. Bây giờ em quay sang bên cái tản nhiệt ở bên cạnh cho các bác ngắm 8 con sò sắt một bên. Nó nằm ở cái ngoài, con này thì nằm ở ngoài chỗ khung tản nhiệt luôn. Đây ạ. Đây em nhích lên một chút xíu. Em thử nhạc, đây là em thử nhạc V-Lex luôn ạ. Cực kỳ là đơn giản, tuyệt vời luôn ạ. Em đấu trên mạng rất là hay, nhiều quảng cáo. Có nhu cầu alo cho em theo số 0983698887 ở số 67 ngõ 225 phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai. Rất là cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh Thắng Audio.